Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với SNews và ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày hôm nay nhé. Một thông tin nóng mới được cập nhật cách đây ít phút, rapper nổi tiếng MC Ki chính thức xác nhận đã chia tay với Tờ Linh sau hơn một năm yêu nhau. Tờ Linh và MC Ki là cặp đôi nổi tiếng bước ra từ chương trình rap Việt mùa đầu tiên, không chỉ mang đến cho khán giả những bản rap cực chất mà cả hai còn rất chịu khó phát cẩu lương bằng nhiều khoảnh khắc mùi mẫn khiến cư dân mạng ghen tị. Thế nhưng cách đây ít phút trên trang Instagram cá nhân, MC Ki đã gây bất ngờ khi xác nhận chuyện chia tay. Cụ thể khi một fan đặt câu hỏi về thực hư tin đồn đường ai nấy đi, MC Ki không ngần ngại cho biết chia tay mất tiêu rồi nhưng mà thế là đẹp rồi, kết thúc nhẹ nhàng. Bên cạnh đó anh chàng cũng cho biết thêm dù đã chia tay nhưng cả hai đều không xóa nhau, lý do được đưa ra là vì bọn tớ là người nhớn. Bên cạnh đó, Tờ Linh và MC Ki cũng vẫn theo dõi nhau trên các nền tảng mạng xã hội, không hủy theo dõi hay hủy kết bạn đối phương. Đến hiện tại không rõ vì lý do gì cặp đôi kết thúc, song phần đông khán giả đều cảm thấy khá tiếc nuối nhưng cũng tôn trọng quyết định của hai bạn. Cách đây ít ngày thì cũng đã có một vài tin đồn về việc cặp đôi Tờ Linh và MC Ki chia tay. Tuy nhiên vào thời điểm đó, Tờ Linh vẫn chia sẻ lại hình ảnh bên cạnh MC Ki trên story cá nhân khiến khán giả đã gạt tin đồn này đi. Tuy nhiên đến ngày hôm nay khi MC Ki chính thức lên tiếng thì tin đồn đã được xác nhận là đúng sự thật. Hiện tại thì thông tin này vẫn đang khiến cho các bạn khán giả yêu mến Tờ Linh và MC Ki cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Các bạn thân mến, mọi thông tin mới nhất, nổi bật nhất có trong ngày sẽ liên tục được cập nhật trên các bản tin của SNews. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi.